Hello, xin chào các bạn. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng Excel để định dạng dữ liệu cũng như là tạo các cái bảng. Thì bước đầu tiên thì mình nhập dữ liệu rồi. Nhập dữ liệu thì khá là đơn giản. Thì thầy sẽ copy những cái dữ liệu này vào. Các bạn thấy copy thì nó sẽ copy, có nhiều trường hợp copy. Mình có thể copy test thôi. Hiện tại thầy sẽ copy test trước ha. Không có định dạng gì cả, đúng không? Copy. Thì giả sử cái chữ cái số ở đây số 1, số thứ tư, 1 từ từ 1 tới 10 thì mình sẽ có nhiều cách, mình sẽ gõ 1 2 3 4 đúng không? Nhưng mà trong Excel thì nó có chế độ là autofill, có nghĩa là mình tự động điền vào. Đó. Vậy thì mình giữ control để mình kéo nó thì nó sẽ tự động điền vào số thứ tư từ 1 tới 10. Ở đây nó có rất là nhiều cái nâng cao của autofill, ví dụ như ngày tháng. Giả sử thầy copy ngày tháng này qua đây thì autofill của ngày tháng á, autofill của ngày tháng thì nó vẫn tăng dần ha, nó vẫn tăng dần ngày tháng lên, thì nó có nhiều cái autofill lắm. Ví dụ như January chẳng hạn, January là ngày là tháng đúng không? Vậy thì khi mà thầy kéo January thì cái tháng nó cũng tự động tăng dần lên là từ tháng 1 cho tới tháng 12 đúng không? Thì cái này là autofill, thì các bạn tìm hiểu thêm. Đó. Thì khi mà mình đánh số từ từ thì mình nhớ sử dụng autofill, mình giữ control, mình kéo cho nó nhanh. Mấy cái này thì đơn giản, copy nó. Thì các bạn tự đánh này, copy nó. Tiếp theo là ngày để ngày đi. Rồi ở cái kiểu dữ liệu ngày tháng thì các bạn chú ý này. Kiểu dữ liệu ngày tháng rất là quan trọng. Khi mà mình sử dụng cái gì, sử dụng cái máy tính của mình sử dụng là cái định dạng là ngày tháng năm đúng không? Định dạng của mình ngày tháng năm thì mình buộc phải nhập là ngày tháng năm, ví dụ như là ngày 15 tháng 10 năm 2020 đúng không? Thì mình nhập ngày tháng năm. Vậy thì các bạn chú ý này, khi mà mình nhập ngày tháng năm, khi mình nhập ngày tháng năm thì nó tự động hiểu cái ô này, nó tự động hiểu là dữ liệu của nó là dữ liệu ngày tháng, được chưa? Còn nếu mà các bạn nhập ngược lại, ví dụ các bạn nhập là tháng ngày năm đúng không, tháng ngày năm, ví dụ như tháng 10 25 năm 2020 thì nó nằm bên trái, cái dữ liệu của mình nó tự động canh trái, có nghĩa là nó không hiểu cái này là kiểu ngày tháng năm, hiểu không? Nó không hiểu, nó chỉ biết là kiểu này là kiểu một cái dạng kiểu chuỗi, kiểu test là nó sẽ nằm bên trái. Cho nên các bạn chú ý khi mà các bạn nhập là các bạn buộc phải nhập giống dữ liệu của giống kiểu ngày ngày tháng của máy tính, được chưa? Vậy thì trong cái đề bài của mình á, trong cái đề bài của mình người ta yêu cầu là ngày tháng năm đúng không, mà máy tính của mình nó lỡ là tháng ngày năm thì đầu tiên mình sẽ nhập tháng ngày năm trước, đúng không? Đầu tiên là mình sẽ nhập tháng ngày năm được, sau đó mình định dạng nó lại sau. Rồi bây giờ thầy sẽ chuyển đổi cái kiểu định dạng ngày tháng của cái máy thầy, đúng không? Hiện tại là ngày tháng năm, giả sử thay đổi nó thành là tháng ngày năm. Thay đổi nó thành tháng ngày năm. Bây giờ thầy chọn là mấn mấn. Đúng không? Đây đây, apply. Thì các bạn nhớ là vào control panel các bạn vào change day time đúng không? Rồi các bạn chuyển nó lại thành là ngày tháng ngày năm. Vậy thì ở đây mình phải nhập như thế nào các bạn? Mình phải nhập như thế nào? Mình phải nhập là tháng trước, ngày sau đến là năm. Thì nó sẽ tự động hiểu. Nó sẽ tự động hiểu là cái này nó chuyển đổi là tháng ngày năm. Vậy thì khi mà mình nhập tháng ngày năm rồi để mình chuyển đổi thành ngày tháng năm trong trong Excel thôi, không cần máy tính, thì mình gì, mình chọn những cái kiểu này, kiểu dữ liệu này, mình vào custom, mình vào custom đúng không, custom ở đây, sau đó mình chọn custom. Hiện tại là mấn mấn đây đây bây giờ mình sẽ chuyển đổi nó thành là đây đây mấn mấn được chưa? Như vậy thì nó đúng với yêu cầu đề bài là ngày tháng năm, mặc dù là cái máy tính của mình là tháng ngày năm, hiểu chưa? Vậy thì mình nhập luôn luôn, mình nhập theo máy tính
luôn luôn mình nhập theo kiểu dữ liệu của máy tính, sau đó mình định dạng ở trong này, trong cái number, cái kiểu kiểu dữ liệu này, sau mình định dạng, mình chọn custom, mình muốn định dạng như thế nào cũng được ha. Có nghĩa là mình định dạng theo yêu cầu của đề bài, ví dụ như Monday day year year mình không thích như vậy, mình thích dấu gạch thì mình đánh dấu gạch vào, đúng không? Đánh dấu gạch vào, được chưa? Thì nó cũng ra được cái kiểu định dạng ngày tháng năm. Còn nếu các bạn đánh ngược lại tháng, hiện tại ở đây tháng ngày năm, nhưng mà các bạn lại đánh ngược lại, các bạn không biết các bạn đánh ngược lại thế như thế nào, nó sẽ sai như thế này, nó tự động nhảy về bên trái là nó sai rồi, coi như nó là một cái chuỗi chứ không phải là ngày tháng năm đó, các bạn chú ý nhé. Rồi, thì copy cái này. Chưa? Cái này thế đánh lại thôi đúng không? Rồi ví dụ như kiểu kiểu đơn vị tiền tệ đúng không? Đơn vị tiền tệ vậy thế. Thầy chọn là ví dụ như thầy đánh đơn vị âm, thầy đánh cái giá trị trước. Đúng không? Đánh cái giá trị được. Rồi mình vào cái gì? Mình vào trong này, mình tìm tìm đơn vị tiền tệ chẳng hạn, ví dụ như tiền tệ này không đúng. Đúng không? Không đúng thì mình sẽ vào custom. Mình sẽ vào custom tiếp, mình chọn cái kiểu tiền tệ cho nó đúng. Ví dụ như ở đây nó có Việt Nam đồng bởi vì xây xây tinh sản. Được không? Giả sử nếu mà không có Việt Nam đồng á, thì mình chọn cái gì? Mình chọn những cái kiểu ví dụ như cái dấu ngăn cách hàng ngàn thì thầy chọn dấu phẩy. Vậy thì sau này thì mình chỉ cần là mở ngoặc kép, mình đánh cái gì? Ví dụ USA chẳng hạn, hay đóng ngoặc kép lại thì nó sẽ có là USA phía sau. Đơn vị USA phía sau. Được không? Giả sử thầy copy nó xuống, copy đều cùng đơn vị như vậy. Đúng không? Bên này thì cũng tương tự. Giảm giá cái phần trăm, vậy thì phần trăm thì ở đây mình đánh là mình cứ click vào cái dấu phần trăm này, đúng không? Mình đánh 10% chẳng hạn ra, đúng không? Hoặc là mình có thể đánh trước 0,05 chẳng hạn, đúng không? Rồi mình click vào đây mình chọn phần trăm thì nó cũng ra 5%. Thì ở đây có rất nhiều kiểu dữ liệu khác nhau, mình có thể là chọn này, ví dụ như number này, tiền tệ này, đúng không? Ngày tháng này, ngày tháng nó có ngày tháng ngắn, ngày tháng dài, dài thì chữ đúng không? Thời gian kiểu thập phân như thế nào đó. Hoặc là mình tự động custom, mình vào đây mình custom cho một cái kiểu kiểu dữ liệu mà mình mong muốn. Hiểu không? Rồi, tiếp theo là kích thước của cột của hàng, của cột đúng không? Thì khi mà mình click vào những cái đường dọc của cái cột này này, đúng không? Thì mình thay đổi được cái độ dài, thay được cái độ dài của nó. Đơn giản đúng không? Tương tự với độ dài của dòng thì mình cũng có thể click vào để mình kéo cái độ dài của dòng ra. Rồi, nếu mà mình double click vào thì nó như thế nào? Double click vào nó tự động lấy cái độ dài dài nhất của cái nội dung để nó làm cái độ dài của cái cột, đúng không? Ví dụ như mình cái chữ Dương Thanh Liêm này nó dài nhất cho nên nó lấy cái độ dài của chữ dài nhất nó làm. Tương tự mình double click vào nó tự động nó co lại bởi vì nó không có dài như vậy đúng không? Tự động nó co lại, double click vào tự động co lại. Rồi. Có một cách để mình làm cho nó những cái cột này nó đều nhau. Thì mình chọn hết toàn bộ những cái cột này, đúng không? Mình chọn hết toàn bộ những cái cột này. Mình chỉ cần click vào một cái cột nào đó mình kéo thì toàn bộ những cái này nó sẽ giãn theo đúng không? Toàn bộ những cái cột này đều giãn cùng một kích thước. Hiểu không? Mình chọn toàn bộ những cái cột, sau đó mình click vào một cột bất kỳ nào đó, rồi mình giãn thì toàn bộ nó giãn theo. Vậy thì khi mà cái nội dung bên trong quá dài nhưng mà cái cột nó quá nhỏ thì nó sẽ không hiển thị được nội dung mà nó hiển thị ra cái dấu thẳng như vậy, thì mình buộc phải double click vào hoặc là mình thay đổi kích thước để nó hiển thị toàn bộ lên. Được chưa? Thì đó là thay đổi cái độ dài của cột cũng như của dòng. Rồi để mà mình thêm một cái dòng nào vào đó, ví dụ ở đây click vào thì mình thêm insert vào thì nó tự động thêm một cái cột vào thôi, ví dụ như loại phong, cái này là tên phong chẳng hạn, đúng không? Tên phong. Máy thầy không có việc khi Unique cho nên đánh không dấu, ví dụ như Trần Trệt
hoặc là lầu 1 đúng không? Lầu 2. Thì tương tự như vậy mình có thể click vào mình chọn insert thì nó cũng ra một cái dòng, click vào insert thì nó sẽ ra một cái cột thôi đúng không? Cái này thì đơn giản rồi. Rồi để ẩn hiện ẩn ẩn cái cột này đi thì click vào mình click mình hai thì nó ẩn đi. Tương tự nếu mà để mở ra thì mình chọn hai cái cột mà có chứa cái cột ẩn đó, mình ẩn hai đúng không? Là nó tự động nó sẽ hiển thị ra. Rồi, để tạo border. Border thì nó giống như gì? Giống như guộc đúng không các bạn? Giống như guộc. Mình chọn hết toàn bộ những cái bảng mà chứa nội dung của mình. Mình vào border mình sẽ chọn là ví dụ tất cả những cái vùng tròn của mình đều làm đều tạo đường viền thì mình chọn thì nó tự động tạo đường viền ra. Đúng không? Vậy thì click vào đây, giả sử nó có là cái đường viền bên ngoài là nó sẽ dài hơn, vậy thì mình chọn đường viền bên ngoài nó dài hơn. Đúng không? Ví dụ như cái ô này thì muốn dài hơn thì chọn cái ô này thì làm cho nó dài hơn. Thì cái đường viền này nó sẽ dài hơn. Còn muốn tô màu thì đơn giản chọn, mình chọn rồi mình tô màu thôi. Chọn cái màu mình mong muốn mình tô. Những cái đường kẻ này nó cho phép mình để mình nhìn trước thôi các bạn. Còn thực ra mình kẻ những cái đường viền này mình mới thấy rõ. Còn nếu mình click vào đây thì nó hoàn toàn không có đường viền gì cả. Grid line này hoàn toàn không thấy đường viền ha. Click vào cho nó thấy trước thôi đúng không? Mình phải kẻ đường viền cho nó. Rồi, thế như vậy mình định dạng xong cái bài này. Mình biết thay đổi gì? Mình biết thay đổi kiểu dữ liệu đúng không? Ngày tháng nè, đơn vị tiền nè, đơn vị phần trăm nè đúng không? Mình biết thay đổi kích thước nè đúng không? Rồi mình biết tô màu, tô đường viền, ẩn hiện các dòng cũng như là thêm các dòng vào. Mình biết sử dụng autofill ở đây. Rồi. Bên này có một cái kiểu định dạng bảng nâng cao hơn một xí. Thì ví dụ như là cái dòng chữ này quá dài đúng không? Nó có cái dòng chữ này quá dài. Thì mình sử dụng cái gì các bạn? Ví dụ như ở đây mình sử dụng cái merge và center, có nghĩa là những cái ô mình đang chọn này nó sẽ tự động gộp lại thành một ô duy nhất và cái nội dung nó sẽ được xuất hiện ở giữa. Thấy chưa? Tương tự anh click một cái nữa thì nó sẽ nhảy ra lại thôi. Click vào thì nó merge toàn bộ những cái ô mình chọn nó vào. Rồi, tiếp theo là ví dụ như ở đây thầy chọn những cái dòng này thì merge nó lại thành một ô duy nhất. Rồi nội dung thì thầy sẽ gọi nội dung là năm học 2020. Vậy cái nội dung ở đây thì nó sẽ nằm theo hàng dọc thì thầy click vào cái chỗ ở cái biểu tượng AB này có mũi tên này, thầy chọn cái hàng dọc cho nó hiển thị dọc cho nó hợp lý, được chưa? Rồi, tiếp theo thầy thay đổi những cái kích thước. Thay đổi kích thước dòng cho nó đẹp thôi. Rồi, ví dụ như cái ô này thì nó sẽ có gì các bạn? Nó sẽ có cái đường chéo đúng không? Nó sẽ có cái đường chéo. Vậy thì làm thế nào để mình lên thêm cái đường chéo? Thêm đường chéo thì mình sẽ chọn vào cái ô mình cần mong muốn và mình vào cái border để mình thêm đường chéo thôi. Đúng không? Ở đây những cái border này chỉ có là trên, dưới, trái, phải. Thì hiện tại mình có cái đường chéo, mình click vào cái đường chéo nó sẽ hiển thị ra một cái đường chéo. Hiện một cái đường chéo như thế này. Thì tùy thuộc vào cái border mà mình chọn thôi. Nếu mình chọn border nhỏ nhỏ thì nó cái đường chéo nó không có như vậy đâu. Chưa? Border nhỏ thôi. Rồi, cái nội dung, ví dụ cái nội dung bên trong thì mình nhập như thế nào? Mình nhập, nếu mà mình nhập môn học. Mình học, mình enter. Enter thì nó sẽ xuống ở phía dưới. Nó sẽ xuống ở phía dưới cái ô này đúng không? Vậy thì để mà nhập hai dòng trong một ô thì mình phải giữ ALT đúng không? ALT enter. Và mình nhập là học sinh. Đúng chưa? Một cái hai dòng mà nằm trong một ô thì mình phải sử dụng là ALT. Được không? Hai dòng hoặc là nhiều dòng nằm trong một ô thì mình sử dụng ALT, nhấn enter để nó xuống dòng trong ô đó. Còn nếu mình nhấn enter không thì nó sẽ nhảy sang ô khác. Thì ở đây môn học thì mình cắt nó ra để cho nó nằm ở một cái vị trí hợp lý thôi ha. Rồi mình kéo cho nó đúng cái kích thước của cái nội dung của mình. Dạ. Vậy thì những cái toàn bộ những cái này nó đơn giản rồi. Mấy cái này đơn giản thì copy. Thì copy cái nội dung cho nó. Nội dung. Rồi mình
những cái ô này mình có thể chọn những cái kiểu định dạng khác nhau, à những cái đường viền khác nhau để mình chọn. Chọn vào đây, mình chọn cái này, sau đó mình chọn hết tất cả những cái này nha, mình ok thì nó tự động nó ra thôi. Còn màu sắc chi nữa thì mình cứ thêm màu sắc vào thôi chứ không có gì hết á. Như vậy là xong cái phần định dạng nha, định dạng tạo tạo cái ô tiêu đề mình sử dụng mượt, và mình tạo những cái chữ dọc cũng như là đường chéo, tạo đường chéo. Như vậy thì mình xong cái phần bài tập định dạng.